sở của công ty bất động sản Lộc Phúc. Công ty này thì do Nguyễn Văn An, 27 tuổi, làm tổng giám đốc. Và hiện tại thì công ty này đã không còn hoạt động, bởi cách đây không lâu thì công an tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp để thực hiện chuyên án sau khi mà liên tục nhận được đơn thư của nhiều khách hàng, của nhiều người dân về hành vi lừa đảo của công ty này. Hiện thì trụ sở của công ty thì đã bị khám xét, vụ án thì đã được khởi tố. Và người đứng sau chủ mưu thành lập công ty, tổng giám đốc cùng 21 người khác là nhân viên cũng như là quản lý của công ty thì đang bị tạm giữ để cơ quan chức năng thực hiện điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và để mà lừa đảo nhiều khách hàng thì công ty này vẫn thực hiện theo nhiều kịch bản cũ trước đây mà những công ty bất động sản đã từng có hành vi lừa đảo đã thực hiện, như là ra một đằng bán một nẻo, vẽ những cái dự án ảo trên nền đất nông nghiệp. Và đặc biệt thì công ty này đã rất tinh vi khi phối hợp nhuần nhuyễn với các chim mồi hay chân gỗ để đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội của nhiều khách hàng. Từ đó thì nhiều người đã bị dẫn dụ vào việc mà mua những cái mảnh đất không có thật của công ty này vẽ ra. Không cả.